chia sẻ chính thức từ ekip của Phi Nhung, một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương. Sau khi thông tin Phi Nhung đã qua đời sau một thời gian dài điều trị COVID-19 được phía bệnh viện Chợ Giấy xác nhận, ekip của nữ ca sĩ cũng đã có những chia sẻ đầy xúc động. Trưa nay 28 tháng 9 2021, công chúng vô cùng đau xót khi biết tin ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với COVID-19 nhưng không qua khỏi. Bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương cũng như chia buồn cùng gia đình Phi Nhung trên mạng xã hội. Sau khi thông tin được phía bệnh viện Chợ Giấy xác nhận với báo chí, mới đây, đại diện của nữ ca sĩ cũng đã có những chia sẻ về quãng thời gian nữ ca sĩ làm từ thiện trước khi nhiễm COVID-19 cho đến quá trình chống chọi với căn bệnh này tại bệnh viện. Phi Nhung đã luôn trấn an mọi người rằng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua, chính vì vậy, khán giả, bạn bè đồng nghiệp vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi ngày cô sẽ khỏe lại. Tuy nhiên, có lẽ lần này, chị đã nói dối. Một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương. Xin được vĩnh biệt một giọng ca vàng của dòng nhạc Bolero, một người nghệ sĩ luôn hết lòng với các hoạt động thiện nguyện. Ca sĩ Phi Nhung vừa chút hơi thở cuối cùng vào trưa hôm nay 28 tháng 9. Toàn bộ nội dung chia sẻ từ phía ekip của Phi Nhung. Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần. Đã đến lúc, Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên, chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau nay, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người, với hành trình thiện nguyện, giúp người giúp đời. Nghe tin chị bệnh, ngày ngày chiến đấu với COVID-19, nhiều người vừa thương vừa giận chị. Chị không qua khỏi cuộc chiến bệnh tật này vì chị chưa kịp tiêm vaccine thứ vũ khí mà mọi người tin rằng ít nhất bảo vệ được chị không phải đối mặt với cơn nguy kịch. Ngày đó, vào tháng 7 năm 2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine COVID-19 và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này. Nhưng, Phi Nhung lại nghĩ khác. Chị quyết ở lại vì, Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vaccine, chị gửi gạo cho người nghèo, chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân mùa dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định, hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích. Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm COVID-19 hàng tuần. Nhưng, rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách chị, ngày đó đi Mỹ rồi chích ngừa, đã không có cảnh này. Chị chỉ cười, không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua. Và mọi người luôn tin chị, cho đến tận lúc chị ra đi, khán giả, bạn bè đồng nghiệp vẫn tin tưởng chị. Nhưng có lẽ lần này, chị đã nói dối. Một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương. Trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng từng có những chuyện hối tiếc. Phi Nhung cũng vậy, nhưng có một điều, chị mãi mãi kiên định với lựa chọn của mình là làm thiện nguyện. Phi Nhung chân thành chia sẻ, tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhớ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được. Mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu. Cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm. Còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm. Và thế là hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt, hạn hán, Phi Nhung đều có mặt. Ở đâu cần giúp, ở đó có Phi Nhung. Từ vùng cao, vùng sâu vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt,
20 năm một hành trình dài đủ để viết lên tên Phi Nhung trên hành trình thiện nguyện. Ngôi sao Phi Nhung về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ. Chia sẻ chính thức từ ekip của Phi Nhung, một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương. Sau khi thông tin Phi Nhung đã qua đời sau một thời gian dài điều trị COVID-19 được phía Bệnh viện Chợ Giấy xác nhận, ekip của nữ ca sĩ cũng đã có những chia sẻ đầy xúc động. Trưa nay 28 tháng 9 2021, công chúng vô cùng đau xót khi biết tin ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với COVID-19 nhưng không qua khỏi. Bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương cũng như chia buồn cùng gia đình Phi Nhung trên mạng xã hội. Sau khi thông tin được phía Bệnh viện Chợ Giấy xác nhận với báo chí, mới đây, đại diện của nữ ca sĩ cũng đã có những chia sẻ về quãng thời gian nữ ca sĩ làm từ thiện trước khi nhiễm COVID-19 cho đến quá trình chống chọi với căn bệnh này tại bệnh viện. Phi Nhung đã luôn trấn an mọi người rằng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua, chính vì vậy, khán giả, bạn bè đồng nghiệp vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi ngày cô sẽ khỏe lại. Tuy nhiên, có lẽ lần này, chị đã nói dối. Một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương. Xin được vĩnh biệt một giọng ca vàng của dòng nhạc Bolero, một người nghệ sĩ luôn hết lòng với các hoạt động thiện nguyện. Ca sĩ Phi Nhung vừa chút hơi thở cuối cùng vào trưa hôm nay 28 tháng 9. Toàn bộ nội dung chia sẻ từ phía ekip của Phi Nhung. Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần. Đã đến lúc, Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên, chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau nay, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người, với hành trình thiện nguyện, giúp người giúp đời. Nghe tin chị bệnh, ngày ngày chiến đấu với COVID-19, nhiều người vừa thương vừa giận chị. Chị không qua khỏi cuộc chiến bệnh tật này vì chị chưa kịp tiêm vaccine thứ vũ khí mà mọi người tin rằng ít nhất bảo vệ được chị không phải đối mặt với cơn nguy kịch. Ngày đó, vào tháng 7 năm 2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine COVID-19 và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này. Nhưng, Phi Nhung lại nghĩ khác. Chị quyết ở lại vì, Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vaccine, chị gửi gạo cho người nghèo, chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân mùa dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định, hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích. Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm COVID-19 hàng tuần. Nhưng, rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách chị, ngày đó đi Mỹ rồi chích ngừa, đã không có cảnh này. Chị chỉ cười, không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua. Và mọi người luôn tin chị, cho đến tận lúc chị ra đi, khán giả, bạn bè đồng nghiệp vẫn tin tưởng chị. Nhưng có lẽ lần này, chị đã nói dối. Một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương. Trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng từng có những chuyện hối tiếc. Phi Nhung cũng vậy, nhưng có một điều, chị mãi mãi kiên định với lựa chọn của mình là làm thiện nguyện. Phi Nhung chân thành chia sẻ, tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhớ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được. Mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu. Cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm, còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm. Và thế là hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt,
hạn hán, Phi Nhung đều có mặt. Ở đâu cần giúp, ở đó có Phi Nhung. Từ vùng cao, vùng sâu vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt, 20 năm một hành trình dài đủ để viết lên tên Phi Nhung trên hành trình thiện nguyện. Ngôi sao Phi Nhung về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong